Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Video này em sẽ cập nhật hai cái dự án. Một là cái dự án Bitcoin Future hay còn gọi là Bitcoin F nha cô chú anh chị. Cái thứ hai nữa là cái dự án là Lucky Coin. Đó, hay còn gọi là LKC đó anh chị nha. Rồi thì bây giờ em sẽ thông báo cái tin, nói chung là cũng cái tin vui cho anh chị. Nếu mà anh chị nào đã tham gia với cái dự án là Bitcoin Future, Bitcoin F á, thì bây giờ em sẽ vào bên cái Zalo nè. Và nếu như anh chị nào mà ở Sài Gòn á thì rất là tốt anh chị ha. Thì hiện tại họ đang tổ chức cái hội chợ để chúng ta trao đổi hàng hóa bằng cái đồng Bitcoin F, tức là Bitcoin Future nha anh chị. Ở đây em sẽ đọc cho anh chị xem này. Thì cái đường link của các nhóm này em có để trong những cái video trước ha. Anh cũng trong cái video này luôn, anh chị có thể là xem, chúng ta tham gia và chúng ta có thể đến đây trao đổi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa mà chưa đăng ký thì anh chị xem để đăng ký ha. Rồi, bạn đã sẵn sàng có mặt sớm nhất tại hội chợ mini. Thì họ mới nên là chỉ tổ chức ở những cái điểm nhỏ thôi anh chị ha. Tương lai là sau này sẽ rộng ra ở những trung tâm thành phố lớn như là Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng. Và tương lai nữa là sẽ ra thế giới anh chị ha. Rồi, bạn đã sẵn sàng có mặt sớm nhất tại hội chợ mini ngày 26 tháng 8, thì bữa nay là ngày 23 rồi anh chị nha, tại quận 12 Hồ Chí Minh, trao đổi bằng Bitcoin ha anh chị nha. Những mặt hàng 100% Bitcoin F sẽ dành cho người đến sớm nhất. Thì ở đây có cái thời gian nè anh chị, 8 giờ đến 12 giờ ngày 26 tháng 8. Địa chỉ là 109 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nếu mà anh chị ở Sài Gòn thì hoặc ở những cái vùng lân cận thì chúng ta có thể lại đây để trải nghiệm, giao lưu ha anh chị ha. Rồi ở đây có nè anh chị, có rất nhiều mặt hàng chấp nhận trao đổi từ 30%, 40%, 50%, 60% bằng Bitcoin F. Quà tặng thì anh chị nào mà quà tặng 10 triệu Bitcoin F dành cho những người mới tại sự kiện ha. Bốc thăm trúng thưởng nữa nè anh chị. Rồi đó là những cái thông tin em muốn chia sẻ. Còn ở trên đây là những cái bài viết nói về cái mạng là Big Rare. Hôm bữa em có chia sẻ rồi đó, cái đồng của nó là Prime nè anh chị. Rồi cơ bản là như vậy. Thì hiện tại làm sao để nhận được cái đồng đó thì em chia sẻ cho anh chị. Có hai cách để chúng ta nhận Bitcoin F hay còn gọi là Bitcoin Future. Cái đầu tiên là chúng ta nhận trên cái web anh chị nha. Bây giờ em sẽ vào cái web nè. Thì đối với cái web này anh chị đăng ký xong sẽ nhận được 20 triệu. Và khi anh chị giới thiệu được một người thì chúng ta sẽ nhận được 20 triệu nha. Đó, như em được 668 triệu anh chị nha. Rồi, khi anh chị giới thiệu xong thì ở đây cái min rút của nó là 20 triệu. Thì một tháng chúng ta rút được 5 lần như em đã nói. Ở đây có cái lộ trình. Mấy cái gói này nè là mấy cái gói họ mở cho cũng như kiểu như bán IDO bán trước á. Thì anh chị nào chúng ta nghiên cứu được ok thì chúng ta xuống tiền ha. Thì đối với cái gói cước là thiên thạch này thì anh chị sẽ bỏ ra là bao nhiêu ta? Cái này không thấy em không thấy để cái số lượng tiền đó anh chị nha. Này như cái này nè còn không thấy luôn, cái này họ không thấy tiền nữa, hôm bữa là có cái giá tiền luôn đó. Rồi ở đây á thì có những cái link vào group nè, Zalo nè anh chị xem, hoặc là Telegram. Thì ở đây có cái sách trắng luôn, nói chung là có thông tin hết, chúng ta xem nè đó anh chị. Rồi cái cách thứ hai á, có cái cách thứ hai là chúng ta làm bên Telegram. Thì Telegram em cũng có chia sẻ rồi, thông tin hết với phần mô tả nha. Thì bên Telegram anh chị cũng sẽ nhận được 20 triệu. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải mời được 5 người nữa. Thì tổng là chúng ta sẽ nhận được là chúng ta giới thiệu được 5 người á, là chúng ta mới nhận được 100 triệu nha anh chị. Và cái min rút của nó là 100 triệu luôn nha. Đó, thì anh chị nào giỏi trong cái việc giới thiệu bạn bè thì chúng ta có thể làm bên Telegram luôn. Đó. Cái thứ ba nữa là như em nói chúng ta mua mấy cái gói này. Thì về lâu về dài em thấy cái dự án này nó cũng có nghĩa là nó có cái phần gọi là thiết lập vào cái cuộc sống của mình bằng cách là trao đổi hàng hóa sản phẩm này. Thì dây đã cái sẵn cái dự án này cũng còn mới thôi, nên là chúng ta cũng cần phải cái thời gian để cho nó phát triển mạnh. Anh chị có thể trao đổi hàng hóa ha, hoặc là chúng ta có thể hold. Thì sau này nếu mà nó list sàn thì theo cái thông tin là 2014 sẽ list sàn, thì lúc đó chúng ta có thể bán. À, cái đó là cái thông tin của cái dự án em muốn chia sẻ cho anh chị như vậy. Cái thứ hai nữa là cái dự án là
Đâu rồi? Lucky con nè anh chị. Đây nè. Cái này là dạng trên web nha. Bây giờ em sẽ đăng nhập vào nè, singing nè. Cái video này em cập nhật thôi, nên là em không có hướng dẫn anh chị cái cách để chúng ta đăng ký. Anh chị xem muốn đăng ký thì ở dưới phần mô tả đó có cái link ghi cái tiêu đề đăng ký LKC nè, hay là Bitcoin F, Bitcoin Future đó, thì chúng ta vào trong sau nha anh chị. Rồi thì ở đây như em đã nhận được là 13 triệu rồi anh chị nha. Nè. Để em chọn cái phần dịch cho anh chị xem. Đó. Và cái đồng LKC này nó hiện tại đã list trên cái sàn Eobank và nó cũng còn rất là thấp. Thì ở đây cũng là một cái kèo sổ số mà anh chị nếu mà chúng ta thấy được chúng ta cũng có thể là vào một ít thôi nha. Mà anh chị vào là phải xem chạc nha, chứ cái giá này không có vào được, nó sẽ còn xuống anh chị. Rồi thì đối với cái kèo này á, là khi anh chị đăng ký xong chúng ta sẽ nhận được 15.000. Đó, mà anh chị không có nhận được bên đây nha. Cái này là cái dạng web, nhưng mà anh chị cần phải tải một cái app nữa là EVGTool. Nói chung là trong video hướng dẫn em có nói rồi, nhưng mà cái này em nói cơ bản thôi. Thì mỗi ngày á, mỗi ngày anh chị nhấp vào chữ profile nè. Ví dụ như ngày hôm nay em nhận vào lúc 7 giờ sáng thì ngày mai em sẽ vào 7 giờ sáng. Còn nếu như ngày mai em vào lúc 5 giờ chiều thì ngày mai em phải vào lúc 5 giờ chiều, tức là sau 24 giờ chúng ta vào nhận một lần. Ở đây anh chị thấy nè, check subscribe thành công là em sẽ nhận được 15.000 LKC này. Em nhấp vào OK là nó sẽ tự động nó về bên cái web của em nha. Về bên đây nha anh chị. À, rồi nếu mà anh chị giới thiệu được bạn bè người thân á, thì cái anh chị sẽ nhận được cái phần trăm. Và theo như ví dụ như một ngày họ nhận được 15.000 thì anh chị sẽ nhận là trong đó là ví dụ được vài ba ngàn kiểu như vậy đó. Và cái tiếng là cộng đồng họ thu hút rất là mạnh, anh chị ăn đâu tới 5 tiếng nè ha, cơ bản là như vậy nha anh chị. Rồi chút em sẽ vào cái sàn Eobank này. Ồ, sàn Eobank mới cập nhật lại thì phải. Em thấy cái dâu cái hình nào nó khác anh chị. Rồi ở đây em sẽ vào cái biểu tượng tìm kiếm phía trên, em sẽ gõ cho anh chị là cái chữ LKC nè. Đó, bây giờ mình sẽ lấy nến cao hơn là 1W đi, là 1 tuần. Thì lúc nó click là tới là anh chị thấy nè, khá là cao. Nhưng mà cái giá hiện tại ở đây thì chỉ còn là 0.123456 số 0 anh chị ha. Thì đây là em đưa cho anh chị xem cái giá. Còn cái việc mà anh chị mua hay như thế nào đó là chuyện của anh chị nha, em không có can thiệp vào. Ở đây xem cái hồ sơ của nó coi. Tổng cung này em nghĩ là khá là nhiều đấy. Nhấp vào đây nè. Đó, sẽ đưa mình đến cái trang. Tổng cung nó là 1.000, 1 triệu, 1 tỷ, 1.000 tỷ, 1 triệu tỷ nha anh chị. Và hiện tại là có 7.060 cái địa chỉ hold thôi. Đó, anh chị xem. Đây. Thì cái tương lai dự án này nó cũng sẽ đặt cái chỉ tiêu là sẽ list trên sàn Binance. Tóm lại em nói như thế này. Tất cả các dự án nào nó ra đời nó cũng đều muốn list được cái sàn Binance hết. Tại vì đây là cái sàn top 1 thế giới, rất là uy tín. Và để list được trên cái sàn Binance này nó cần phải đạt được những cái điều kiện nhất định. Cái thứ nhất á, nhìn nó sơ qua ha, cái cộng đồng của cái dự án đó nó có nhiều hay không. Cái thứ hai nữa, cái nguồn vốn, cái lộ trình, nói chung là những cái vấn đề liên quan á anh chị, thì Binance họ mới list. Nhưng mà cái điều tiên quyết nhất là cái vẫn là cái cộng đồng nó phải giới hạn bao nhiêu được cái lượt tham gia đó nó mới cho. Đó, thì như em nói, nếu mà anh chị muốn trader, muốn mua bán con tóc cành uy tín đó, thì lên cái sàn Binance này. Em trước giờ sử dụng cái sàn Binance không à. Đó, rất là uy tín, rất là thiết thực. Nói chung là mình có thể ăn ngon, ngủ kỹ khi mình trader trên đây, tránh cái việc mà bị hack hay là bị sập sàn anh chị nha. Nói chung là cái tỷ lệ là mình yên tâm khoảng 99% trên cái sàn này. Nên là anh chị nếu xác định lâu dài thì em khuyên nên dùng cái sàn này. Em cũng chia sẻ ở rất nhiều cái video rồi. Chứ anh chị đừng có thấy những cái sàn mới, cái đồng coin thấp, rồi anh chị cứ bỏ tiền vào đó là nguy hiểm nha anh chị. Tại vì mình không biết là nó thật sự tốt hay không, hay là nó bị hack một cái là nó sẽ bị mất sàn. Cái an ninh bảo mật nó kém anh chị ha. Rồi thì cái thông tin mà đăng ký cái sàn này, cái việc KC nó rất là khó, nên anh chị cần phải xem cái video của em để phần mô tả mà chúng ta coi, chúng ta đăng ký ha. KC tương đối khó hơn ngày xưa nha anh chị. Thì em sẽ cập nhật tiếp nha. Anh chị nào ở gần Sài Gòn hoặc là trong Sài Gòn nhớ là đi trao đổi mua sắm bằng cái Bitcoin F nha anh chị ha. 20 triệu mua cũng được khá là nhiều đó anh chị. Rồi em xin phép dừng cái video tại đây nha.
À, em nhắc thêm cái K Plus này nè, thì hiện tại á, là em cũng đã chia sẻ rồi rất là nhiều, anh chị nào chưa đăng ký thì đăng ký nha, nó còn khoảng mấy ngày nữa, cuối tháng 8 này nó sẽ ngưng cái việc việc mà cho đăng ký nhận được 140.000 đó, tiền tươi nha anh chị. Cái hai nữa, cái sàn KBank này anh chị đăng ký xong nhận 30 30k, anh chị giới thiệu bạn bè thì nhận được 50k một người, cũng cuối tháng này sẽ hết nha, anh chị có thể là xem tham khảo hai cái kèo đó. Rồi em xin phép nha mọi người.